Hôm nay mình làm món nấm chiên bột ngon ngất ngay luôn. Nếu anh chị nào có thời gian rảnh thì làm thử cho gia đình mình ăn nha. Mình đã chuẩn bị sẵn sàng 5 loại nấm nè. Mình có cái loại nấm tròn nè ha. Có cái loại nấm dài nè ha. Rồi, mình có cái loại nấm này nó gọi là cái nấm hào nè ha. Rồi, còn cái nấm này nè. Tất cả các loại nấm mình đang có ha. 5 loại nấm nè, cộng với lại cái này là khoai lang tím. Mình hôm nay sẽ chiên một chảo nấm cho mọi người cùng thưởng thức với mình nha. Mình rất là thích ăn nấm và các bạn xem mình sẽ chế biến nó như thế nào nhé. Các bạn ơi, bữa nay mình chiên cái nấm nè. Mình chiên bằng bột chiên đa dụng ha. Bột chiên tôm rồi này kia đó các bạn. Làm một ít bột nêm. Anh chị trộn vào đây là một ít lá chanh nha các anh chị. Cái lá chanh thơm á, lá chanh Thái á, mình sắc nhỏ. Mình trộn cho nó quyện vào đây. Tại vì khi mà lá chanh á, mà mình chiên lên á, nó rất là ngon nha. Rồi mình bỏ một tí tiêu, mớ tiêu. Cái gia vị trước khi mình các anh chị, và nhớ là khi mình rửa cái nấm này nè là mình phải để cho nó thật là khô trước nha. Cái món nấm chiên của mình đã chín xong hết rồi. Các bạn nhìn coi có ngon không nè. Quá trời ngon luôn. Mình chấm với lại cái nước mắm chua ha, rất là ngon. Cái này đó thì hồi nãy mình đã chỉ các anh chị rồi đó, là mình chỉ xóc với lại bột thôi. Để mình ăn thử như thế nào nha. Mình chấm cái nước mắm này. Ngon quá. Anh chị nào mà rảnh nó làm thử đi. Cái nấm nè mà mình làm chung với lại cái lá chanh mà mình sắc mỏng mỏng á, nó dính vào đây cho nên khi mà mình ăn nó rất là ngon. Ngon dữ lắm. Nó thơm á. Ngày xưa đó mình rất là thích ăn cái nấm này mà ở trong cái đống rơm ở nhà mình á. Cái rơm mà gạo là khác nha, còn cái rơm mà nếp á là khác. Ngon lắm cái nấm rơm, nhưng mà có điều cái là cái nấm rơm á nó hơi nhớt nhớt, mà ở nhà mình á thì chỉ có kho mắm kho khô hay là nấu canh thôi, chứ mình không có biết làm cái món chiên này. Bây giờ mình thấy cái món chiên này ngon quá. Mình khoe các anh chị nè nghe. Ở bên Mỹ mà mình còn có cái cây rau bồ ngót nữa nè. Cái rau bồ ngót của cái nhà của anh chị trồng, anh chị tự trồng cái rau bồ ngót. Mà cái rau bồ ngót mình ăn sống rất là ngon nha. Mọi người chỉ biết nó là ăn, chỉ biết nó là ăn mà
nấu canh, nhưng mà thực ra nó ăn sống rất là ngon. Ăn cái này mà ăn bằng tay mới ngon. Cái lá bụng hết mình ăn sống nó thơm quá. Anh chị có trồng cái cây bụng ngót á, anh chị ăn thử nha. Cái lá bụng ngót mà ăn sống thơm lắm. Mình còn khoe các anh chị á, là cái rau này anh chị có biết nó ra gì không? Cái rau này là cái cây rau đắng Viễn đó, nhưng mà em chị cũng trồng nó ở tại nhà nha, chứ không có phải đi mua đâu đó. Mình ăn sống nó cũng rất là ngon. Mà cái nấm này đó, thật lòng á, ăn á ngon quá. Cái nước mắm mình làm rất là đậm đặc. Nấm dài. Anh chị nào rảnh làm thử ăn nha. Nó rất là giòn, mà bên trong nó thì nó lại mềm, nó thơm. Đặc biệt là nếu như anh chị nào mà có lá chanh á, bỏ vào nó rất là thơm, thơm lắm. Cái này mà anh chị nào mà uống rượu đó cũng ngon. Giòn ngay đậu đậu luôn á. Mình ăn với cái rau này rất, tất cả cái rau này đều vườn nhà của mình có đó các bạn. Trời ơi, chấm cái miếng ớt nè, coi nè, cái nước mắm ớt nè, chấm cay quá. Càng cay nó càng ngon nha. Cay quá đi. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại nha.